Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Việt Nam có trữ lượng Wolfram đứng thứ 3 trên thế giới, với một sản lượng khai thác đứng thứ 2 trên thế giới, với một tiềm năng hết sức to lớn. Đây là một kim loại hiếm chỉ tồn tại dưới dạng hợp chất kết hợp với các nguyên tố khác. Wolfram có khả năng chống va chạm cứng hơn cả kim cương và cứng hơn thép rất nhiều. Có điểm nóng chảy cao nhất trong số các kim loại chịu lửa, cùng với một số đặc tính khác khiến cho nó trở thành vật liệu lý tưởng cho nhiều ứng dụng trong thương mại và công nghiệp. Wolfram được dùng làm vật liệu chống mài mòn, sử dụng trong các ngành công nghiệp gia công kim loại, khai thác mỏ, dầu khí và xây dựng. Đây là loại kim loại gần như không thể thay thế trong một loạt ứng dụng công nghiệp như sản xuất máy hiệu suất cao, hợp kim thép công nghiệp ô tô, năng lượng, xây dựng hàng không cũng như các ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, hàng không vũ trụ. Một trong những ứng dụng phổ thông nhất của Wolfram là làm dây tóc trong bóng đèn sợi đốt. Do chịu đựng nhiệt độ cao và có điểm nóng chảy cao, nên Wolfram được dùng trong nhiều công cụ nhiệt khác như đèn pha, bộ phận làm nóng trong lò điện, lò vi sóng, ống tiện ích và ống tia âm cực trong màn hình máy tính và TV. Ống đèn tia âm cực, thiết bị sưởi, sợi ống chân không, các loại vòi phun động cơ tên lửa. Do có tính dẫn điện và có tính trợ hóa học tương đối cao, Wolfram còn được dùng làm điện cực các nguồn phát xạ trong các thiết bị tạo ra chùm tia điện tử như kính hiển vi điện tử. Đặc biệt, Wolfram khi được kết hợp với nickel, sắt hoặc là coban để tạo thành hợp kim nặng còn có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Hợp kim Wolfram được sử dụng trong đạn pháo, lựu đạn và tên lửa, cũng như được sử dụng trong chất nổ kim loại chưa đặc DIMD. Với hàng loạt những ứng dụng đa dạng như vậy, nên có thể dễ dàng hiểu được là tất cả các quốc gia trên thế giới đều có nhu cầu rất lớn đối với Wolfram. Theo dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS, Trung Quốc hiện giữ vị thế thống trị chiếm tới khoảng 85% nguồn cung Wolfram của thế giới, với trữ lượng cao khoảng 1,9 triệu tấn, tiếp đó là Nga với 400.000 tấn và Việt Nam với 95.000 tấn. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể đang mất vai trò này do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2017, Trung Quốc là nước xuất khẩu dòng các sản phẩm Wolfram và đã xuất khẩu được khoảng 35% Wolfram sang các nước khác. Wolfram của Trung Quốc được xuất khẩu tới gần 200 quốc gia, phần lớn là các nước có nền kinh tế phát triển. Tính đến năm 2020, Nhật Bản là nhà nhập khẩu lớn nhất 167.000 tấn, tiếp theo là Mỹ 131.000 tấn và Hàn Quốc là 86.000 tấn. Tuy nhiên, kể từ năm 1992, chính phủ Trung Quốc bắt đầu thực hiện một loạt hạn chế đối với việc khai thác và xuất khẩu khoáng sản Wolfram. Lý do của việc này bắt nguồn từ việc, mặc dù chiếm tỷ trọng đáng kể, khoảng 58% về trữ lượng Wolfram toàn cầu, nhưng nếu khai thác với mức hiện tại, chất lượng Wolfram đã phát hiện ở Trung Quốc ước tính sẽ cạn kiệt trong vòng 30 năm. Ngoài ra, mặc dù trữ lượng Wolfram ở Trung Quốc có thể tăng lên khi nước này tăng cường tìm kiếm các mỏ mới, nhưng chất lượng quặng Wolfram đang có xu hướng giảm dần ở Trung Quốc, do có tới 70% trữ lượng Wolfram của Trung Quốc là silice, một loại quặng phẩm cao cấp hơn so với loại quặng Wolframite truyền thống. Chưa kể, việc khai thác loại quặng này còn đòi hỏi mức tiêu thụ năng lượng lớn hơn, gây ô nhiễm môi trường hơn, cũng như chi phí vận hành cao hơn. Do vậy, vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng Wolfram toàn cầu đang dần thay đổi. Từ vị trí xuất khẩu ròng, Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu ròng khoáng sản Wolfram. Để bù đắp khoảng trống về khoáng sản này ở trong nước do bị hạn chế bởi hạn ngạch sản xuất, chưa kể sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc đã dẫn đến nhu cầu nội địa tăng mạnh đối với Wolfram trong các ngành giao thông vận tải, công nghiệp chế tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu thụ Wolfram trong nước đã tăng lên mức 58,7 nghìn tấn vào năm 2017, gấp khoảng 55 lần so với năm 1949. Như vậy, nền kinh tế Trung Quốc đang tự nuốt chửng hết số kim loại quý
mà họ tự khai thác, và điều này tạo ra cơ hội ngàn vàng cho Wolfram Việt Nam. Việt Nam đang có vị thế đáng nể, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc trên thị trường Wolfram. Dựa vào dư địa khai thác, sản xuất các sản phẩm Wolfram của Việt Nam vẫn còn rất lớn. Các sản phẩm Wolfram của tập đoàn Masan tại mỏ núi Pháo đang dần được công nhận toàn cầu và là nhà cung cấp được các đối tác lớn trên toàn thế giới ưa chuộng. Theo thông tin từ tập đoàn Masan, với phương pháp khai thác mỏ lộ thiên và tỷ lệ bóc đất thấp, dự án khai thác tại núi Pháo giúp công ty này trở thành một trong những nhà sản xuất Wolfram có chi phí thấp nhất trên thế giới. Đây cũng là một trong những mỏ có trữ lượng Wolfram lớn nhất thế giới hiện nay. Ngoài Trung Quốc với 52,5 triệu tấn quạng U3, sản phẩm trung bình 0,21%. Trong những năm gần đây, sản lượng Wolfram từ mỏ núi Pháo chiếm khoảng 33% sản lượng Wolfram toàn cầu. Chưa kể, ngoài Wolfram, mỏ núi Pháo còn có trữ lượng perlite, đồng và bismuth rất dồi dào. Bismuth là nguyên tố không phát xạ tự nhiên nặng nhất, là kim loại quý trên trái đất, được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng. Chiến lược bismuth tại núi Pháo chiếm tới 40% trữ lượng toàn cầu, nhưng mới chỉ được khai thác một phần rất nhỏ. Việt Nam có một trữ lượng đáng kể lithium, thứ kim loại mà cả thế giới cần đến. Lithium là một kim loại đặc biệt có điểm nóng chảy thấp và điểm xuôi cao. Lithium chỉ chiếm khoảng 0,0007% lớp vỏ trái đất và hầu như chỉ có thể tìm thấy trong các khoáng chất và muối. Nếu không có lithium, con người có thể chinh phục được đáy biển hoặc là vũ trụ. Hợp chất lithium precious được sử dụng trong các hệ thống làm sạch không khí trên tàu ngầm và tàu lái vũ trụ có người lái. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, lithium được sử dụng để sản xuất chất làm mát các lò phản ứng. Đáng chú ý, lithium là thành phần chính của pin được sử dụng cho xe điện và được mệnh danh là nguồn xăng mới cho tương lai. Trong một báo cáo vào năm 2020, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nhận định rằng hợp chất lithium carbonate được chế tạo từ lithium có giá trị kinh tế và ý nghĩa chính trị tương tự như nhiên liệu xăng dầu trong thế kỷ 20. Với dung lượng sạc lớn và tuổi thọ giảm, pin lithium được coi là linh hồn của rất nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là những ngành công nghiệp thông tin mũi nhọn. Với chức năng là các bộ nguồn gọn nhẹ cho laptop, điện thoại và các dụng cụ kỹ thuật số, lithium cũng xuất hiện trong lĩnh vực công nghiệp quân sự với nhiều lý do. Trước tiên, pin lithium ion có thể lưu trữ một lượng điện năng lớn trong một thiết bị có kích cỡ nhỏ. Tiếp theo, giới quân sự hiện có xu hướng phát triển các thiết bị tự động sử dụng năng lượng có nguồn phát gọn nhẹ và hiện tại chỉ có các loại pin lithium có thể đáp ứng được đòi hỏi này. Các nhà khoa học coi lithium là nhiên liệu tên lửa tiềm năng khi đốt cháy hợp chất giữa lithium, nguồn năng lượng điện được giải phóng lên đến 1.000 calo, trong khi dầu hỏa thông thường chỉ tạo ra 2 calo. Vì lý do này, các hợp chất lithium được kỳ vọng là chất oxy hóa tuyệt vời của nhiên liệu tên lửa. Trên thế giới, hiện chỉ một số ít nước sở hữu nguồn tài nguyên quặng lithium. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, hơn một nửa nguồn tài nguyên lithium trên trái đất được xác định nằm ở tam giác lithium thuộc Nam Mỹ, đặc biệt tập trung ở những hồ trên cao và những mỏ muối nằm giữa ba quốc gia Chile, Argentina và Bolivia. Riêng Bolivia sở hữu tới 70% trữ lượng lithium của thế giới. Tuy nhiên, các khu mỏ ở sa mạc Atacama của Chile và Hombre Muerto của Argentina mới là những nơi khai thác thuận lợi nhất thứ nguyên liệu quý giá này. Chile là nơi có mỏ lithium lớn nhất thế giới, tập trung vào đầm muối Sala ở Atacama. Trong những thập kỷ qua, quốc gia Nam Mỹ này đã cung cấp tới 43% lượng lithium cho thế giới. Cơ quan năng lượng quốc tế ước tính nhu cầu toàn cầu vượt lithium sẽ tăng 42 lần vào năm 2040 so với năm 2020, và giá loại nguyên liệu này tăng cao là do được thúc đẩy bởi doanh số bán xe điện tăng mạnh trong những năm trở lại đây. Tại Việt Nam, các cuộc điều tra và đánh giá do Liên đoàn Địa chất Trung Bộ tiến hành từ năm 2005 đến năm 2009 đã phát hiện ra nguồn tài nguyên quặng lithium ở La Vi, Quảng Ngãi gồm 40 thân quặng. Thân khoáng hóa chủ yếu là loại hình mạch pematite chứa kim loại titanium và thiếc. Kết quả thăm dò đã xác định trữ lượng quặng lithium của vùng mỏ La Vi vào khoảng 1 triệu tấn quặng hay là khoảng 10.000 tấn Li-20.
Theo các chuyên gia, mỏ Li 20 La Vi được đánh giá là thuộc loại mỏ có trữ lượng hoặc ở mức độ trung bình so với thế giới. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Việt Nam gia nhập nhóm các nước có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng lithium. Mới đây, tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công nhà máy sản xuất pin VIS tại khu kinh tế Vũng Áng với tổng mức đầu tư lên tới 4.000 tỷ đồng. Chuyên gia sản xuất pin lithium dành cho các dòng xe ô tô điện và xe buýt điện của tập đoàn VinFast với mức độ tự động hóa cao trên 80%. Đây sẽ là nhà máy sản xuất pin đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, đồng thời tận dụng những tiềm năng lớn về khoáng sản trong nước để cạnh tranh với các nước khác về công nghệ của hiện tại và tương lai này. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!